mà giờ nó sóng. Sống không? Còn thấy em không? Thì thấy người ta đang bay không? Rồi, chết rồi. Thấy chưa? Đúng rồi, sân khấu chính đó. Treo khẩu trang vô con. Kia đó là ga tàu cao tốc Bạch Đằng. Đây là truyền đại truyền hình VTC nè bà. Đây là chiếc ghe. Đây là cây tre, lựa đậu, làm diều.
Đây là một cái sân khấu nè, có nhiều hoa sen. Vậy mình đi lên phía trên đi, chiếu mặt bà con, cái đi vào sai này bà con. Đó, nơi đây hồi xưa là từng là cái bốt cảnh sát ùn nhất đó bà con. Chỗ đó ăn gì trời, chỗ đó là cho đốm đó. Nó chơi nó cắn dẻ chứ nó đâu có ăn gì đâu. Còn muốn uống nước hả? Chị vậy vô trong cái Tony cà phê mua nước cho nó cũng được. Chiến chiếc ghe là trang trí lên chụp hình. Đó, đó cầu tre nữa, cầu tre, cầu tre lắc lẻo gặp gình khó đi. Đây là cái cầu tre tuổi thơ nè mọi người. Đi ra, đi xuống dưới ra. Đây là khách sạn Majestic. Tối mai là ở đây có bắn pháo bông nữa bà con. Tối mai ba mày cầu mời bà con cô bác ra cùng ra đây cho bắn pháo bông với ba mày cầu tiếp nha. Lúc này để người dân ta băng qua đường rồi.
À có nước. Biểu diễn gì kìa. Những cái bài dân ca của Nam Bộ. Đi đi em.
gentlemen welcome aboard from tonight. I wish you have a nice evening. We will play some folk song from South of Vietnam. So I would like someone from some country can come to stage and can play together with us. Thank you so much. Giờ nói tiếp một vài, giờ mình đi về tiếp. Đi về mấy cô ơi, về con. Đi về con coi để. À đồng. Dạ con. Có bao nhiêu người coi vậy? Có 8 người rồi con. À, giờ đi. À, ở đây nó không có chỗ đi bộ thì mình phải đi xuống tới dưới rồi. Nó đâu có đường đi qua. Bà thấy toàn là leo rào qua không à. À có cái lỗ bên kia kìa. Rồi. Không biết chừng nào mới làm cái cầu đi bộ đi. Đường qua kiểu này nguy hiểm quá bà con. Ơ qua luôn, qua luôn, qua luôn, qua luôn. Nhanh, 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 nhanh. Chạy, chạy. Chạy, 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 chạy. À, chỗ này đi băng qua đường hơi nguy hiểm nha bà con. Con đi cũng có đạp dép bao hoài à. Đạp chân con chưa nói nữa. Chưa. À. Quá, 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 quá. Ở đây băng qua đường nguy hiểm quá. À. Đói bụng chưa? Đói bụng chưa? Mấy giờ ba? 9:30. Thôi về đi. Đi ăn nó đi. Không ăn nữa. Con dễ hẹn với em rồi đó. Giờ ba dẫn con đi ăn bột chiên. Thôi giờ con dễ hẹn với em rồi. Ăn bột chiên không? Không. Pizza. Mì ý. Rồi. Giờ mà về em cũng ngủ rồi. Về nhà 10:30. À đây là phố đi bộ Nguyễn Huệ nè bà con. Ba mấy cô hy vọng là ngày mai ba mấy cô live stream á mà có bắn pháo bông á thì bà con cô bác sẽ đem đông hơn. Hôm nay tự nhiên ba mấy cô hứng chí lên quay live stream. Rồi đi, coi coi có nước bán rồi mua. À, ăn kem không con? Kem vậy? Thôi mà mới ăn kem xong lại ăn kem nữa. Thôi về luôn rồi, không chết luôn. Nhà hàng hải sản chợ Bình Điền rồi mẹ, qua thử coi nó bán giá nhiêu. Kem kẹp Singapore. Theo thời giá.
Này là sữa đậu nành. Đây là kem kẹp Singapore. Chờ nguyên ổ à bánh mì sandwich. Một cái điều mà ba mẹ cậu thấy rất là ngạc nhiên bà con, hôm nay là lễ hội đường sông, nhưng mà ba mẹ cậu thấy người dân á, một là người ta không biết, hai là người ta thà ở trong phố đi bộ này, người ta chơi, người ta tập trung, người ta hát giống vậy nè bà con, vậy mà có người xem chứ họ không đổ dồn ra hết giống như là mấy cái lễ hội lớn khác ở Sài Gòn. Hai, cuộc sống người dân người ta vẫn diễn ra bình thường mà con. Cái này là điều ba mẹ cậu rất là ngạc nhiên. Tại lúc mà ba mẹ cậu đi quay phim á, ba mẹ cậu ra đây á, ba mẹ cậu đã dựng được chú trong đầu á là người dân người ta sẽ tập trung về đông lắm ngay phố Bến Bạch Đằng này nọ. Mà thật sự là ba mẹ cậu rất là ngỡ ngàng, không hề có một chút xíu gì đông cả. Tối mai mình đi qua bên đây mình ăn mì Ý mấy cậu. Đà Long á. Đó, quán đó đó. Ok, thôi bây giờ đi về. Tối mai á. Thì cũng được, bây giờ đi đó, về. Đó, bà con á, cho những một cái lo thùng kéo kéo, kẹo kéo này thôi mà người người rất tập trung về xem. Rồi, qua mấy cái chỗ nhạc thì là bà mày gọi tắt. Ồ, kia kìa, lo kẹo kéo nữa kìa. Bây giờ bất cứ ai cũng có thể ra đây hát được đó bà con. À, mấy đứa trẻ hay gì hồi xưa nó thổi lửa, bây giờ nó không thổi lửa bà con, mà bây giờ nó chuyển qua đây nó ra nó ngồi nó hát. Xin thưa bà con bác, bây giờ bà con bác sẽ không thấy các em nó đi thổi lửa nữa. Cái trường hợp đó bây giờ bị lên án nhiều quá, bây giờ các em không thổi lửa nữa, mà bây giờ các em nó chuyển qua là nó đem cái thùng loa kẹo kéo ra nó hát. Hát gì hát, hát muốn hát gì cũng được á, để cái thùng đó. Đó. Hát hay cũng được, hát dở cũng được, giờ cứ ra đây hát. Đó. Đó. Đây là phố đi bộ. Rồi thôi. Về. Đi ngày về lấy xe. Đó bà con á. Xe này xe có trật tự đô thị rồi. Nhập hội linh hoạt, mình nhập hội đi đó. Xoài à, mẹ ra coi có cái ông kia cũng bán cái bánh kia mua mẹ, bánh gì mà cấm về à, phải cấm gì đó à. Cái chỗ mà nãy bà đi ngang qua bánh nóng á. Ủa à, đây giới trẻ rồi, tập trung đông rồi.
đây là đường Hồ Tùng Mậu với Huỳnh Thúc Kháng. Đi rồi mẹ ơi. Hey, xin thưa bà con bác, mời bà con bác uống với bà mày cầu ly sữa đầu nành nè. Mới đi kia về quán bột chiên này bà mày cầu thích lắm. Mỗi lần tối bà mày cầu về khuya hay gì bà mày cầu đều ghé quán bột chiên này bà ơi. Nó nằm ngay góc đường Tuy Lý Vương với đường Nguyễn Chế Nghĩa. À, bên kia là có cái quán mì vịt tiềm Xanh Ký. Quán này bà mày cầu cũng thường hay ăn nè. Bán cũng ngon lắm. Kia là nhà thuốc Y Mi. Đây, ở đây là chợ Nguyễn Chế Nghĩa nè bà con. Cái bên đây có cái hẻm 89 nè. À, cái quán này bà mày cầu hay uống, thường vô là một cặp luôn, ăn bữa bột chiên uống ly sữa đậu nành nóng. Mà quán này mở khuya lắm bà con. Có những lúc bà mày cầu về 11, 12 đêm vẫn ăn được. Đây, xin thưa bà con cô bác, bà con cô bác ăn ha, bữa bột chiên rất là chất lượng nha. Đặc biệt là bà mày cầu rất thích mấy cái tép mỡ nè bà con. Tép mỡ này thật ra ăn nhiều không quá tốt nhưng mà con, nhất là những các cô chú anh chị và các bạn lớn tuổi là mấy cái này sợ lắm. Nó có ba cái cao á, cao mỡ, cao máu, cao đường á, thì cái tép mỡ này ghê lắm, nhưng mà lâu lâu ăn là cũng được rồi con. Đây, tép mỡ này ngon lắm, trời ơi nó béo vô. Bột chiên ở đây nè mà nó chiên rất là giòn. Bột chiên chiên rất là giòn, trong thì mềm. Dạo này ba mẹ cầu hết bị bao tử rồi, có lẽ ăn được, ăn đó cũng được luôn, uống cà phê cũng được luôn bà con. Mời bà con cô bác cùng ăn với ba mẹ cầu ha. Thôi ba mẹ cầu xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video sau. Bye bye. Mình là Lê Thanh Đức Hưng, biệt danh là Ba Michael. Cả nhà nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh mình nha. Bye bye, tạm biệt.